Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay, mình đang có mặt tại phường Dị An thuộc thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, kế bên con đường Lý Thường Kiệt và con đường Nguyễn Du và con đường Nguyễn An Ninh để review cho một căn nhà dạng biệt thự nhé. Căn nhà này có chiều ngang là hơn 8m và chiều nở hậu hơn 9m. Chiều dài hơn 25m, tổng diện tích là 255m2. Đây là mặt tiền căn biệt thự em giới thiệu này. Căn biệt thự này được xây rất là kiên cố nhé. Do chủ nhà chuyển lên trên Đà Lạt ở nên là chuyển lại căn nhà tâm huyết cho quý vị mình. Phía trước mình có view sân rất là rộng, chủ nhà trồng cây, trồng rau, trồng cây cảnh rất là đẹp ở đây nhé. Do chủ nhà chuyển lên Đà Lạt nên cũng không có người chăm sóc, muốn bán lại cho quý vị mình có nhu cầu. Ở đây mình có đám tiệc có thể kê được khoảng 30 bàn nhé. View sân rất là rộng này. Đường sân xe hơi nhé. Đây là con đường nhựa phía trước này. Đường nhựa rộng khoảng 7 mét nhé. Đấy, xe hơi di chuyển thoải mái nhé. Ngoài đây mình có ngã tư này. Đây có quán cà phê, quán nhậu ở đây rất là nhiều nhé. Căn nhà này nằm kế bên con đường Lý Thường Kiệt và con đường Nguyễn An Ninh. Cổng chính được chủ nhà làm hai lớp cửa cổng kiên cố ở đây nhé. Phía trên cổng này chủ nhà lập ngói và căn nhà của mình là chủ nhà lập ngói Thái 100% nhé. Đây phía trên căn nhà này chủ nhà lập ngói hết nhé. Đây là view sân phía trước. Bây giờ mình sẽ vào trong để khám phá căn nhà này. Mình sẽ vào trong, quý vị mình xem hết video luôn nhé. Trên cùng chủ nhà lập ngói Thái hết này. Rồi bây giờ đang tầm khoảng gần 12 giờ trưa, nắng chói nên mình nhìn không được rõ lắm. Quý vị nào có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ngay ngã tư Lý Thường Kiệt thuộc đường Lý Thường Kiệt. Em sẽ ra đón, dẫn vào xem nhé. Bên đây có một cửa đi bên hông này. Chủ nhà chừa sân bên đây nhé. Chỗ nào mình có thể chạy xe vào được hết nhé. Có bàn ghế ngủ, nước cà phê, có quạt trần ở trên luôn này. Và bên đây có cửa chính này. Mặt tiền chủ nhà thiết kế theo dạng biệt thự nhé. Mẫu này giống trên Đà Lạt luôn. Nhà của chủ nhà là gốc ở trên Đà Lạt nhé. Bây giờ chủ nhà cũng chuyển về trên Đà Lạt ở nên là để lại căn nhà cho mình ở ngay phường Dị An thuộc thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Đây là phòng khách này, tặng nội thất luôn cho quý vị nhé. Đây có bộ sofa, phía bên có tiếp là bàn ăn và trong có bàn làm nail, làm spa ở trong luôn này. Bên trong chủ nhà làm spa nhé. Bên đây có đường phụ bên đây. Mình kê bàn ghế, kê tủ để tivi bên đây nhé. Đây có cửa cuốn luôn này. Căn nhà rất là đẹp nha. Đầy đủ nội thất luôn. Nhà xây chắc chắn và kiên cố nhé. Chiều ngang xây dựng cho nhà này là hơn 8m và nở hậu 9m rưỡi. Chiều dài là hơn 20m, tổng diện tích là 255m2. Bác nào có nhu cầu xem trực tiếp thì kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi số qua Zalo cho xem nhé. Mình đi thẳng vào trong đây có hai không gian, có bếp. Ở đây có phòng sinh hoạt chung này. Đây mình có thể làm nail spa thứ bên đây nhé. Và phía bên đây mình có một phòng ngủ ở dưới này. Do chủ nhà đang để đồ nên khóa cửa, phòng ngủ này rộng khoảng 16-17m2. Bác nào đi xem thì em sẽ mở cho xem nhé. Phía bên đây mình có phòng vệ sinh ở tầng trệt này nhé. Nội thất đầy đủ hết. Rồi bây giờ mình sẽ sang khu bếp nấu ăn. Bên đây có khu bếp nấu ăn này. Đây có hai dàn tủ trên và dưới này, được chủ nhà lót đá rất là đẹp nha.
Đây có thêm dàn tủ bếp nhé. Nhà này tới hai dàn tủ bếp, bên đây xài bếp ga, còn tủ bếp bên kia thì xài bằng bếp điện nhá. Tha hồ. Trong đây có thêm một phòng vệ sinh ở tầng trệt này. Tầng trệt mình có hai phòng vệ sinh luôn nhá. Bây giờ mình xem lại không gian của tầng trệt một lần nữa và để mình lên trên nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là chiều ngang hơn 8m và nở hậu 9,5m, chiều dài là hơn 20m, tổng diện tích là 255,5m2 nhé. Nhà này được chủ nhà đúc một trệt một lầu, đúc theo dạng biệt thự của Đà Lạt, trên cùng chủ nhà lợp ngói Thái. Đây view sân này dài khoảng 17-18m này, xem hãy xem lại cái sân đây nhá. Sân rất là dài, mình có thể một bên trồng cây, trồng rau, trồng cây kiểng rất là đẹp nha. Đường rộng 7m, ngay con đường Lý Thường Kiệt và đường Nguyễn An Ninh của thuộc phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đây là không gian tầng trệt này. Bây giờ mình lên trên để tham quan ở trên nhé. Quý khách hàng đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh, nhớ ấn chuông và lưu video của mình về và lưu số điện thoại của mình về. Để có thời gian đi xem, hãy alo cho mình. Hẹn gặp mình ngay ở ngã tư Đồi Mồi hoặc ngã tư Lý Thường Kiệt hoặc đường Nguyễn An Ninh. Em sẽ hướng dẫn vào xem nhé. Lên tới lầu trên rồi, không gian trên đây rất là rộng rãi nhé. Phía bên đây có view ban công ở bên hông này rất rộng này. Ban công đây rộng thoải mái nhé. Ở đây có phòng sinh hoạt chung, ở đây có tủ áo 4 cánh này. Mình xem phía sau trước, nhà này 4 phòng ngủ, phòng thờ. Trên đây có phòng vệ sinh thứ 3 nhé. Đây là phòng vệ sinh thứ 3 này. Thất cơ bản rất là ok nhé. Đây là phòng ngủ thứ 2. Phòng ngủ nào rộng cũng tầm khoảng 16m2, rất là ok, có đầy đủ máy lạnh hết nhé. Bên đây phòng ngủ thứ 3 này, phía bên cũng có căn biệt thự là ngói Thái này này. Ở đây có 3-4 căn biệt thự nhé. Đây là căn biệt thự lập ngói luôn này. Căn nhà mình cũng chỗ nhà lập ngói Thái luôn nhé. Sang tới phòng ngủ thứ 4 và phòng thờ rộng rãi phía trước. Bên đây mình có không gian phòng thờ rất là rộng rãi nhé. Dư bàn để trên đây này. Đây là phòng thờ này. Và bên đây là phòng ngủ thứ 4 này. Bây giờ mình sang ban công phía trước này. Quý khách hàng có nhu cầu đi xem, vui lòng liên hệ với số điện thoại của mình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ở đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn An Ninh hoặc đường Lý Thường Kiệt. Alo cho em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá chỉ 8 tỷ đồng, rất là mềm nha. 8 tỷ cho căn biệt thự 255,5m2. Bác nào có nhu cầu alo cho em sẽ dẫn vào xem nhé.